Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hồ Quang Hiển Vlog. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái sự kiện đợt thứ nhất trong chuỗi cái sự kiện xây dựng community của VChơi. Trong cái sự kiện Airdrop đợt này thì các bạn có thể nhận được mỗi người là 100 triệu đồng token Baby Dog trên sàn OKX nhé. Và hiện tại thì trên kênh channel VChơi cũng đang có một cái sự kiện Airdrop dành cho tất cả những ai chưa có tài khoản Bitget trên sàn Bitget. Thì khi mà các bạn đăng ký mới tài khoản Bitget thông qua đường link của VChơi thì các bạn sẽ được nhận 10 BGB theo dạng tiền tươi chuyển thẳng vào ví spot nhé. Sự kiện này thì ở trong channel VChơi có rồi, các bạn vào tự tìm giúp mình. Ok, còn video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái sự kiện Airdrop trên sàn OKX. Thì để tham gia cái sự kiện này các bạn cần phải có một cái tài khoản trên sàn OKX nhé. Nếu mà bạn nào chưa có tài khoản thì có thể bấm vào cái link mà để vào cái form này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video, cũng như là link đăng ký tài khoản trên sàn OKX. Và đăng ký theo link bên này thì nó sẽ được giảm thêm 15% phí giao dịch cho tất cả các giao dịch trong tương lai. Thì link đăng ký các kiểu mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Rồi, ok, thì để tham gia cái sự kiện này thì đầu tiên các bạn cần có giúp mình một tài khoản OKX, chưa có thì đăng ký nhé. Rồi, thứ hai nữa là các bạn sẽ làm tổng cộng là có 2 nhiệm vụ. Thì sự kiện nó sẽ diễn ra từ ngày mùng 8 tháng 3, hôm nay lúc mình đang quay video cho anh em là mùng 7 tháng 3. Thì bây giờ anh em làm luôn cũng được nhé, bởi vì sự kiện này là đích thân mình bỏ tiền túi ra để hỗ trợ cho cộng đồng. Cho nên là ngày hôm nay mới mùng 7 tháng 3, chưa đến lịch chính xác của nó, nhưng mà anh em cứ làm trước cũng được. Mình sẽ upset hết cho tất cả các bạn làm từ ngày mùng 6 tháng 3, bởi vì hôm qua đã có 4 người tham gia rồi. Đấy, vì hôm qua chắc là anh em chưa không để ý cái ngày giờ thôi, thì có người đã lỡ tham gia rồi thì anh em cứ tham gia luôn. Mình sẽ mặc dù ghi là từ ngày mùng 8 tháng 3 đến 15 tháng 3, tuy nhiên thì những anh em làm trước từ ngày mùng 6, mùng 7 thì mình cũng sẽ trả thưởng hết cho anh em nhé. Rồi, thì cái sự kiện này nó sẽ kết thúc đến hết ngày 15 tháng 3, tức là 23 giờ 59 ngày 15 tháng 3 nhé. Ngày trả thưởng thì nó sẽ rơi vào 16, tức là kết thúc phát là mình sẽ bắt đầu check lại toàn bộ thông tin. Những ai đủ điều kiện mình sẽ chuyển thẳng tiền vào trong sàn OKX cho anh em. Rồi. Và cái dạng tiền chuyển thì nó sẽ là chuyển thẳng vào ví spot theo dạng tiền tươi. Và các bạn có thể rút hoặc giao dịch ngay lập tức, được chưa? Chứ nó không phải là dạng bonus kiểu như các cái chương trình bonus của các sàn thì thường nó chỉ tặng theo kiểu gọi là để giảm phí giao dịch. Thì nó khác với cái tiền tươi này nhá. Rồi, các bạn tham gia chương trình thì các bạn chỉ cần tham gia và làm các cái nhiệm vụ. Thứ nhất, đó là join vào các cái channel cũng như là group chat trên Telegram. Sau đó là đăng ký kênh và cuối cùng là follow trên Twitter cũng như là retweet lại cái post game. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại cái form này và điền cái form và cái thông tin để đối chiếu. Thì ở dưới này thì nó có một cái phần cuối cùng cực kỳ quan trọng, đó là email hoặc số điện thoại đăng ký trên sàn OKX. Thì bởi vì sàn OKX thì nó có một cái tính năng đó là rút tiền nội bộ và nó có thể chuyển trực tiếp theo email hoặc số điện thoại của người dùng, chứ nó không cần phải rút theo kiểu gọi là on-chain như là TRC20 hay là BEP20 hay là ERC20, cho nên là mình sẽ không bị mất phí. Thì các bạn cần phải cung cấp chính xác cái thông tin này để mình có thể chuyển trực tiếp tiền từ cái tài khoản của mình sang các cái tài khoản của các bạn nhé. Rồi, thì để làm thực hiện nhiệm vụ thì các bạn cứ vào đây và bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ ở nhiệm vụ 1 nhé. Đầu tiên là các bạn bấm vào cái channel VChơi trên Telegram. Sau đó thì ở dưới, nếu bạn chưa tham gia ấy, thì dưới này nó sẽ có một cái nút join. Thì các bạn bấm vào join là xong, được chưa? Và trên channel của mình thì cũng đang có rất nhiều kèo airdrop rồi. Tiếp theo là các bạn join vào cái group chat trên Telegram nhé. Cứ bấm lần lượt từng link một. Đấy, ở dưới này nó cũng sẽ có một cái nút join và các bạn join vào thôi. Tiếp theo là kênh YouTube. Kênh YouTube thì các bạn cứ kích vào link, nó sẽ mở ra YouTube và sau đó thì các bạn chỉ việc bấm vào nút đăng ký. Sau đó thì bấm thả xuống và chọn tất cả nhé, để nó bật thông báo cho những cái video mới. Rồi, sau đó thì các bạn bấm vào trang Twitter này, trang Twitter. Ok, ở đây thì các bạn bấm giúp mình vào nút theo dõi nhé. Bấm vào nút theo dõi này. Sau đó thì các bạn bấm vào thả tim cái status đang ghim ở trên, tweet đang ghim trên cùng đây. Thì các bạn bấm vào thả tim, sau đấy thì retweet lại giúp mình nhé. Đấy, ok. Như vậy là xong rồi. Nhiệm vụ nó chỉ có thế thôi. Sau đó thì các bạn quay trở lại cái form này và bắt đầu điền form nhé. Sau đó thì các bạn vào đây và điền form giúp mình này. Ví dụ như mình ở đây mình cài đặt phím tắt rồi thì mình sẽ nhập email của các bạn và nên thống nhất trùng khớp cái email này và cái thông tin đăng ký ở phía bên dưới này nhé, để mình có thể rà soát và đối chiếu cái thông tin chính xác nhất của các bạn, được chưa? Sau đó là user Telegram,
user Telegram thì các bạn bật cái Telegram của các bạn lên. Các bạn bấm vào nút ba gạch này, menu ba gạch, sau đấy thì chọn vào setting, phần setting nhá. Ở đây thì nó sẽ có một cái user có a còng đằng trước ở đây. Các bạn sao chép lại cái này giúp mình. Đấy, chép cái tên người dùng trước, sau đó thì quay trở lại đây và các bạn bấm vào amoc và paste lại cái tên người dùng ở đây. Rồi ok, như vậy là mình đã paste xong cái tài khoản user Telegram. Link YouTube cá nhân ấy thì các bạn mở lại cái YouTube giúp mình nhá. Đây, cái YouTube đây. Đấy, ok, và sau đó thì các bạn bấm vào icon hình người góc phải trên cùng của màn hình này, chọn kênh của bạn này. Ok, đấy, và sau đó thì các bạn bấm tiếp vào nút ba chấm trên cùng đây. Nút ba chấm trên cùng, bấm vào nút chia sẻ. Và sau đó thì sao chép liên kết, nó chính là cái link profile cá nhân trên trang YouTube của các bạn nhá. Các bạn paste vào đây. Ok, link hồ sơ trên trang Twitter thì các bạn mở Twitter lên. Ok, mở Twitter lên và sau đó thì các bạn bấm vào icon hình người góc phải, tức là cái avatar của các bạn ấy, chọn vào phần hồ sơ này. Tiếp theo bấm vào nút 3 chấm trên góc phải, bấm vào chia sẻ và sao chép URL. Ok, rồi các bạn quay trở lại đây, các bạn paste giúp mình cái link hồ sơ cá nhân. Tiếp tục quay trở lại cái Twitter nhé, các bạn vào phần hồ sơ này. Các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tweet các bạn vừa retweet lại, các bạn bấm vào nút chia sẻ 3 chấm ở đây. Bấm vào sao chép liên kết. Rồi, quay trở lại bạn paste cái link bài retweet ở đây nhé. Ok, và cuối cùng là các bạn cần phải cung cấp cho mình cái UID tài khoản trên sàn OKX nhé. Ok, bây giờ các bạn sẽ phải mở cái app lên, anh em nào chưa có tài khoản thì đăng ký. Thì vào đây rồi, các bạn bấm vào icon hình người góc trái màn hình đây. Ở đây nó có một cái đoạn chữ mờ mờ đây này, đoạn số mờ mờ đây, nó chính là cái UID của bạn nhé. Các bạn bấm vào nút sao chép, bấm vào nút sao chép, đã sao chép. Ok, quay trở lại đây, các bạn paste giúp mình vào đây. Thì thằng OKX thì vẫn chưa update cái tính năng có thể chuyển tiền thông qua UID mà bắt buộc phải có email hoặc là số điện thoại mà các bạn dùng để đăng ký vào cái tài khoản ấy. Tức là lúc login cũng như là lúc đăng ký, các bạn đăng ký bằng email và số điện thoại này. Hoặc là lúc login đăng nhập lại trên app thì các bạn cũng dùng cái email hoặc số điện thoại này, thì các bạn nhập đúng chính xác nhé. Ví dụ như của mình là ví dụ là vj.com.vn chẳng hạn. Đấy, bạn nào đăng ký bằng email thì nhập email, bạn nào đăng ký bằng điện thoại thì nhập bằng điện thoại nhé. Và chú ý là nếu mà đăng ký bằng email thì cái thông tin email trên này nó cũng phải trùng khớp với cái email bên dưới. Tránh trường hợp là dùng khác cái email thì mình sẽ rất rối trong quá trình mình check. Ok chưa? Đấy, sau khi mà đã nhập hết tất cả các thông tin rồi thì các bạn bấm giúp mình vào nút gửi. Rồi, các bạn vượt captcha. Ok, và như vậy là cái thông tin của mình đã gửi thành công. Đấy, các bạn cứ làm theo tương tự nhé. Có vấn đề gì thì các bạn vào trong cái group chat Telegram. Đây là channel rồi. Không phải. Cái group chat Telegram nhé. Đây, thì cái này là lúc nãy các bạn làm airdrop cũng bắt buộc phải join rồi. Thì nếu mà gặp khó khăn gì các bạn có thể vào đây đặt câu hỏi, mình sẽ hỗ trợ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các sự kiện gối đầu tiếp theo nhé. Còn rất nhiều sự kiện airdrop kiểu như này nữa mà do mình tổ chức để làm cộng đồng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.